Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì tầm vừa rồi thì đã có một cuốn của một bộ truyện rất là hot, đó chính là Free Rain, Pháp Sư Tiên Táng. Thì đây là cuốn tập 1 của bộ truyện. Thì mình thực ra mình chưa có thời gian mình review cho mọi người cuốn này. Thì hôm nay có thời gian review thì mình sẽ chắc là bóc luôn nhỉ. Cái cuốn này mới có tập 1 và có một cái poster đi kèm được nhà xuất bản Kim Đồng tặng theo. Nhưng mà hiện tại mình không có cái poster đấy vì cái số lượng nó có hạn thôi. Thì đây là một cuốn truyện đã được nhà Kim Đồng đẩy cái khổ của truyện lên so với cuốn truyện gốc. Nếu mà mọi người so với cuốn truyện bên Nhật ấy thì khổ của nó ấy, thì mọi người có thể thấy đây, khổ bên Nhật thì đây là khổ 11.3 nhân với 17.3, 11.7 nhân 17.3 thì nó là một cái khổ bé hơn. Thì nhà Kim Đồng đã kích cái cuốn này lên với cái khổ to hơn, thì mình sẽ lấy một cuốn đây, đại khái nó sẽ bằng cái cuốn này. Khi mà mọi người xếp đây nó sẽ khá là xem nhau. Thì có điểm lợi và cũng có điểm hại so với cái việc mà khi mà đẩy cái khổ chuyện lên. Thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy ở đây, thì khi mà mọi người nhìn ở đây ấy, thì mọi người sẽ có một cái khoảng trống chuyện nó sẽ được đẩy ra bên ngoài đó, và khi đó mọi người sẽ không bị cái lớp gấp này, mọi người sẽ không bị đè vào những cái khung chuyện đó. Đây là điểm lợi của cái việc mà khổ to hơn, nhưng mà các cái trang khung chuyện nó giữ nguyên đó. Thì đi kèm với cuốn truyện lần này xem có đây, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái standee bằng nhựa như thế này, nhưng mà có vẻ nó hơi hơi kém thì phải đó, thế là mình sẽ bỏ qua đây. Thì cái bìa, nói đến cái bìa rời của cuốn truyện này thì nó không khác gì với quá nhiều so với các cái cuốn truyện đang có trên thị trường rồi. Đó, rất là bình thường thôi. Đối với Kim Đồng thì họ không chơi nhiều quà hay là hai mặt các thứ, họ chơi rất là kiểu cơ bản thôi. Với mọi người, cuốn truyện 45.000 như này thì giá thị trường đã cao hơn khá là nhiều so với các cuốn truyện khác rồi. Thì mình thấy đây cũng là một cuốn truyện khá là chất liệu giấy, từ chất liệu giấy các thứ thì cũng khá là ok. Nếu mà mọi người có thể xem và mọi người trải nghiệm. Hiện tại thì Kim Đồng đã đang bán thêm những cái cuốn truyện này rồi, đang restock những cuốn truyện này do cái số lượng truyện có hạn và cũng như là sức hot từ bộ truyện, cho nên là số lượng bán không đủ nên là Kim Đồng đã xuất bản thêm. Và mình nghĩ là cuốn truyện này mọi người có thể mua về sưu tầm và đọc, còn về phần bản dịch thì mình không có đánh giá gì nhiều, có thể là sẽ phù hợp với nhiều người hơn là mình thì chắc là mình sẽ không đọc cuốn này, bán online bản dịch hơn mọi người ạ. Thì không biết là mọi người sẽ đánh giá cuốn này như thế nào nhỉ? Thì mình nghĩ là cuốn này với chất lượng này thì mình nghĩ là để sưu tầm thì khá là hay và cũng chắc là đẹp. Sưu tầm thì khá là đẹp đấy. Thì nếu mà mọi người đánh giá cuốn này cao thì mọi người có thể comment xuống bên dưới và với cảm nghĩ của mình nhé. Mình thấy cuốn này ok. Rồi thì chắc là video đến đây thì cũng là tạm dừng thôi. Còn về phần đánh giá tổng quan thì mình cho cuốn này khoảng tầm 8. Về phần đóng siêu này, cũng như là chất lượng in ấn và cũng như là gia công. Vì cuốn truyện này là một cuốn truyện phổ thông thôi nên là không có nhiều cái mà chúng ta cần nói đến. Về cái độ hot của bộ này thì mình nghĩ là anime làm rất tốt, còn phần truyện tranh thì mình nghĩ là chưa được nhà Kim Đồng đẩy lên khá là cao. Ok, và video đến đây kết thúc, thì hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.